và ra hơn 2 triệu đồng để setup thêm được một góc như này, liệu có đáng hay không? Cùng mình xem thử nha. Đầu tiên ném kệ đỡ đã tốt bằng gỗ, giá có chưa đến 100.000 rẻ như cho, độ bền thì khỏi phải bàn luôn. Tiếp theo thì mình lựa chọn em bài phím cơ GK65 của thương hiệu Langtu. Mình đã có một cái video review chi tiết về em này rồi. Thiết kế nhỏ gọn với 65 phím, một phiên bản không dây với 3 mức kết nối. Trải nghiệm của mình khi gõ con này thì thấy rất là ngon, cho cảm giác gõ cực kỳ là tốt, âm thanh nghe êm tai, không quá là ồn. Nói chung là với chi phí bỏ ra hơn 600.000 để mua được con này mình thấy rất là ưng luôn. Thêm một con chuột hơn 100.000 của thương hiệu Havit, có thể thêm một cái kê chân nữa này để chân của các bạn có điểm tựa, ngồi chọn tư thế hơn và cũng chống cổ lưng nha. Không thể thiếu là một em đèn học. Em đèn này thì mình lựa chọn của bên Rome Decor, giá khoảng hơn 300.000. Thiết kế của nó nhìn rất là đơn giản với cái tông màu trắng nhìn rất là sang trọng. Ui ôi, nó cao tận cổ mình luôn ấy, nhưng mà lại rất là hợp lý để vừa với cái bàn làm việc, nhìn đẹp thực sự. Cái điểm hay nữa là con này có thể tùy chỉnh với 3 chế độ màu sắc khác nhau, có màu trắng, màu vàng và màu cam nhẹ này. Nói chung rất ưng với cái sản phẩm của bên Rome Decor này. Thêm một em loa để nghe nhạc chill chill này, âm thanh nghe khá là ngon, có nhiều chế độ màu sắc có thể tùy chỉnh, giá đâu đó chưa đến 200 cành. Thêm một em đồng hồ LED vừa để xem giờ vừa để decor, giá chỉ khoảng 100 cành thôi. Cuối cùng là thêm một em tai nghe headphone của thương hiệu Havit luôn, giá gần 400.000, nghe cực ngon luôn nha. Và quên, qua cái bàn mình mua khoảng 450 cành nữa nhá. Tổng quan thì mình bỏ ra hơn 2 triệu đồng để thêm được một góc như này phục vụ công việc và học tập, mình thấy rất là ưng. Ok, thế là mình đã có hai góc làm việc khác nhau, anh em thấy sao? Cho mình xin ý kiến nhé.